nắng, phơi nắng cho cái chú chim nó mới thay lông, con mào phải thay đều đều rồi. Chè bắt đầu thay, mi để phơi nắng một chút. Và chuẩn bị cũng phơi nắng cho một số mấy cái lồng vừa quét xong. Để chuẩn bị cho những chú chim thay lông. Đây, còn một số chú đang ở đây. Đây, dưới này. Quan nhất là con là gáy đây, gáy là thay lông nó tám nắng bên này. Chè này, con này nó bắt đầu thay. Con gái này lông đều, lông đuôi ra từng này. Ra bên này.